Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại một số công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông thăm tặng quà nhân tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tam Dương, thành phố Phúc Yên và huyện Vĩnh Tường. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 9 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại một số công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông về công tác quản lý vận hành hồ Đại Lải, đại diện công ty trách nhiệm hạn một thành viên thủy lợi Phúc Yên cho biết, trong thời gian qua, hồ tiếp tục được quản lý vận hành hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu phòng chống thiên tai, lũ lụt cũng như phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu quản lý phát triển hồ bền vững trong thời gian tới, công ty đề nghị tỉnh xem xét nghiên cứu đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu tràn xả lũ hồ Đại Lải, vì cầu cũ làm từ những năm 1960 chỉ dành cho xe thô sơ và người đi bộ. Hiện nay, nhiều phương tiện trọng tải lớn thường xuyên di chuyển qua cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, đầu tư xây dựng tràn sự cố khi dung tích hồ trên 30 triệu mét khối, xây dựng đường gom chân đập phía Tây để tạo cảnh quan và chống lấn chiếm, chỉnh trang mái đập đảm bảo mỹ quan để thu hút du lịch. Kiểm tra thực tế việc vận hành tràn xả lũ hồ Đại Lải và công việc liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Thủy lợi Phúc Yên và Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên nêu cao tinh thần chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tổ chức phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, vận hành hồ, đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để xảy ra các trường hợp vi phạm xung quanh khu vực hồ, giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án tại hồ, đảm bảo đúng cốt nước được xây dựng, kiên quyết dừng các dự án vi phạm. Đối với đề xuất đầu tư cải tạo nâng cấp cầu tràn xả lũ hồ Đại Lải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án cải tạo cầu cũ làm đường đi bộ kết hợp với xây dựng cầu mới phù hợp với quy hoạch có tầm nhìn dài hạn để kết nối giao thông liên vùng và kết nối với đường vành đai 5, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 làm cơ sở để triển khai thực hiện. Trước mắt, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm, không để các trường hợp xe quá tải trọng qua cầu để đảm bảo an toàn cho hồ cũng như người và phương tiện lưu thông qua đây trong thời gian chờ đầu tư xây dựng cầu mới. Qua kiểm tra thực tế công trình điều tiết cầu Tôn, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên và trạm bơm tiêu Nguyệt Đức, Yên Phương, huyện Yên Lạc thuộc dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu ban quản lý dự án vốn vay nước ngoài sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ thanh quyết toán dự án, bàn giao công trình cho các công ty thủy lợi liên quan quản lý vận hành đảm bảo an toàn hiệu quả. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc tăng cường phối hợp bảo vệ công trình và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Đối với đề xuất của huyện Yên Lạc liên quan đến việc cứng hóa mặt kênh trạm bơm tiêu Nguyệt Đức, Yên Phương và xây dựng hệ thống lan can bảo vệ để tạo thuận lợi cho người dân đi lại và tránh nguy cơ đuối nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý vốn vay nước ngoài và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp phù hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 63 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2024 và tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2024, chiều nay đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà một số gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban ngành, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Đến thăm gia đình bà Hoàng Thị Ý ở tổ dân phố Đồng Khâu, phường Tích Sơn,
gia đình ông Lê Văn Thìn, khu 2, phường Ngô Quyền và gia đình ông Trịnh Xuân Dần, tổ dân phố Chùa, phường Định Trung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các nạn nhân chất độc da cam, chia sẻ và động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội đối với cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình nạn nhân chất độc da cam có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, kêu gọi toàn xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Theo kế hoạch, trong tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2024, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh phối hợp với hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh hỗ trợ 500 nạn nhân nhiễm chất độc da cam và gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, khám, tư vấn sức khỏe và tặng thuốc miễn phí cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc các đơn vị huyện Vĩnh Tường, Tam Dương và thành phố Phúc Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường, thị trấn trên địa bàn sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các ông bà tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Dương đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo tới cử tri huyện Tam Dương về kết quả kỳ họp và nội dung một số nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nội dung kỳ họp và công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế xã hội, cử tri huyện Tam Dương kiến nghị tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ cải tạo đường tỉnh 309B, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chế độ chính sách dành cho người có công, quan tâm đến thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến đã tiếp thu các ý kiến của cử tri và đề nghị lãnh đạo huyện và các phòng ban chuyên môn huyện Tam Dương trả lời làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Phúc Yên gồm ông Nguyễn Văn Huyến, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy và Đại tá Hoàng Nam Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã, phường trên địa bàn thành phố Phúc Yên sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri thành phố Phúc Yên về kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và phổ biến nội dung quan trọng về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Cử tri thành phố Phúc Yên kiến nghị đề xuất tỉnh và thành phố Phúc Yên sớm đầu tư cải tạo kè sông Đại Nạn chạy qua địa bàn phường Đồng Xuân hiện đang bị sạt lở xuống cấp, sớm hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho hơn 70 hộ dân tại phường Đồng Xuân, việc xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư tu bổ các di tích đã xuống cấp trên địa bàn thành phố, có chế độ phụ cấp cho cán bộ ở các tổ liên gia, tổ dân phố. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp và chuyển các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại xã Tân Tiến, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Tường và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri 12 xã thị trấn trên địa bàn sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, sau kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Tường khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh, huyện Vĩnh Tường và các cơ quan chức năng khôi phục lại phòng khám đa khoa Trấn Hưng trên địa bàn xã Trấn Hưng, tăng cường vệ sinh cống rãnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và san lấp bờ kênh thuộc địa phận xã Trấn Hưng để nhân dân đi lại thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông, quản lý chặt chẽ việc đốt rác thải và rác công nghiệp, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã làm rõ một số kiến nghị của cử tri và tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sáng nay, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật cho đại diện lãnh đạo văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành viên hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố, lãnh đạo ủy ban nhân dân và công chức tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 09 của Bộ Tư pháp,
hướng dẫn nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh, theo quyết định số 1143 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, các đại biểu và báo cáo viên cùng thảo luận, trao đổi, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông qua tập huấn, giúp cho các đại biểu bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích, phục vụ hiệu quả quá trình giải quyết công việc thực tiễn, góp phần làm cho hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở địa phương. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo với chủ đề Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc gắn với thế mạnh địa phương. Tham gia hội thảo có đại diện một số sở ngành doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong và ngoài tỉnh. Đến nay, Vĩnh Phúc có 130.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có nhiều dự án nông nghiệp dựa trên khai thác tài nguyên bản địa, phát huy lợi thế, thế mạnh của địa phương. Tại hội thảo, một số chuyên gia đại diện doanh nghiệp đã chia sẻ những giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gắn với thế mạnh địa phương. Các câu chuyện khởi nghiệp, kinh nghiệm từ việc làm mới sản phẩm địa phương, cách vượt khó để các doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm khác biệt, sáng tạo và phát triển bền vững trên thị trường. Hội thảo nhằm truyền cảm hứng tích cực đến các doanh nghiệp, góp phần khai thác và tối ưu hóa các thế mạnh của địa phương, khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, phát triển kinh tế bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Lập Thạch đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết toàn dân, có nhiều đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Đây là một trong những tuyến đường liên thôn ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng. Không chỉ được bê tông hóa, tuyến đường này còn được mở rộng hơn trước. Đó là kết quả công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động nhân dân đồng lòng hiến đất làm đường, đóng góp tiền của, ngày công lao động. Trong quá trình thi công, Mặt trận Tổ quốc xã đều cử đoàn đến giám sát, động viên. Chúng tôi làm theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền của xã, nhất là Mặt trận Tổ quốc. Làm tổ nào thì chúng tôi sẽ thông báo lên cho các đồng chí biết, đấy, và các đồng chí sẽ cử đoàn quay về, vừa là giám sát, vừa là động viên. Đấy, tinh thần bà con nhân dân rất là sôi nổi. Với tinh thần hướng về cơ sở kết hợp giữa tuyên truyền vận động với tinh thần giám sát nên đã nhận được sự ủng hộ cao từ phía nhân dân. Chính vì vậy, ngay sau khi hoàn thành tuyến đường, nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện Lập Thạch đã tiếp tục tự nguyện trồng cây xanh bóng mát, bồn hoa, cây cảnh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cái ban giám sát đầu tư cộng đồng của huyện Lập Thạch là hoạt động hết sức có hiệu quả. Các cái dự án, công trình trên địa bàn của huyện thì đều được các cái ban giám sát đầu tư cộng đồng vào cuộc để mà giám sát. Vì vậy, chất lượng các công trình trên địa bàn huyện Lập Thạch khi đưa vào sử dụng đều đạt được cái chất lượng cũng như cái hiệu quả, tạo được cái sự tin tưởng đối với người dân. Để giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng bền vững, tiêu chí thu nhập, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Quá trình lồng ghép triển khai các phong trào đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và mang đến sự hài lòng cho nhân dân, ghi nhận tại huyện Sông Lô. Không gây phiền hà, sách nhiễu, không để người dân chờ lâu hay đi lại nhiều lần, đó là một trong những tiêu chí đã và đang được các địa phương tích cực thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, một điều dễ nhận thấy khi đến liên hệ công việc tại bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương ở huyện Sông Lô, đó là sự thay đổi rõ nét về việc chấp hành giờ giấc, tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ công chức. Rất nhiệt tình, các anh chị đấy rất nhiệt tình, tư vấn cụ thể, rất nhanh chóng của em. Xác định yếu tố con người là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Vì vậy, việc bố trí đội ngũ công chức trực tại bộ phận một cửa luôn được các địa phương đặc biệt quan tâm.
Ủy ban xã đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc Ủy ban xã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước về sử dụng cấm rượu bia trong giờ làm việc và thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, cầu thị và hướng dẫn dân nhiệt tình để trong công tác và trả kết quả đúng theo quy định. Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, ngoài yếu tố con người, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và thư điện tử công vụ trong quản lý và điều hành. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện giải quyết thủ tục theo đúng chức trách, nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi đến giao dịch. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, chúng tôi đã triển khai rộng khắp, tuyên truyền tới các đoàn thể, rồi tới toàn thể dân thôn dân cư cũng như là toàn thể nhân dân, thì được nhân dân đồng tình và hưởng ứng rất là tích cực. Thế thì đặc biệt là tổ cộng đồng số tại 10 thôn dân cư là hướng dẫn bà con nhân dân là cài đặt định danh điện tử mức độ tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho nhân dân trước khi nhân dân đến để giao dịch rồi là công chứng rồi là làm các văn bản hành chính tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã cũng như là công an xã, thì rất là thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn xã Lăng Công. Để tiếp tục tạo đột phá cho công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện Sông Lô tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là công tác thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế một cửa liên thông, đồng thời tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, gắn với mục tiêu chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức giải bơi đường đua xanh lần thứ 2 năm 2024. Giải bơi đường đua xanh huyện Vĩnh Tường lần thứ 2 năm nay có sự tham gia của 112 vận động viên đến từ các xã, thị trấn, cơ quan trên địa bàn huyện. Các vận động viên tham gia thi đấu ở hai nội dung là bơi ếch và bơi tự do. Kết thúc giải, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba ở mỗi cự ly thi đấu. Giải bơi đường đua xanh lần thứ 2 năm 2024 là dịp để các vận động viên trong huyện có cơ hội được giao lưu, thi đấu, học hỏi, nâng cao trình độ, bản lĩnh thi đấu, qua đó đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn bơi lội nói riêng và phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, ngăn ngừa phát tán mầm bệnh từ rác thải, trong đó có rác thải y tế, ngành y tế đã tăng cường công tác chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, bảo đảm không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, công tác thu gom, xử lý rác thải y tế rắn, lỏng được thực hiện theo quy trình của Bộ Y tế. Các chất thải rắn y tế có nguy cơ lây nhiễm cao như chất thải sắc nhọn, bông, băng, găng tay và các vật dụng khác, thấm hoặc dính máu và các chất dịch cơ thể có chứa mầm bệnh đều được xử lý nghiêm ngặt từ nơi phát sinh đến nơi lưu giữ và tiêu hủy. Đối với các chất thải lỏng, đơn vị cũng đã xây dựng các bể chứa, bể lọc, xử lý hóa chất trước khi thải ra môi trường. Bên cạnh việc xử lý các chất thải rắn, chất thải lỏng, thì việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cũng được bệnh viện đặc biệt chú trọng. Đơn vị thì thực hiện định kỳ hàng ngày công tác bảo quản vệ sinh môi trường cảnh quan xung quanh bệnh viện và thường hàng tuần thì có cái tổ chức của các khoa phòng, tổng vệ sinh ở các khoa phòng và hàng tháng thì có định kỳ bên công đoàn cùng với các đoàn thể chính quyền thực hiện tổng vệ sinh toàn đơn vị để giữ cho cảnh quan môi trường bệnh viện được xanh sạch đẹp. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên phát sinh hàng tấn rác thải, trong đó có rác thải lây nhiễm từ hoạt động khám, chữa, điều trị bệnh cho người dân. Do đó, công tác thu gom, xử lý rác thải y tế luôn được bệnh viện tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt của Bộ Y tế. Bệnh viện đã được Sở Y tế tỉnh đầu tư hệ thống xử lý rác thải y tế và đưa vào vận hành từ năm 2018 đến nay. Đối với một số rác thải y tế rắn không thể xử lý được, bệnh viện đã ký hợp đồng với một đơn vị có đầy đủ năng lực tiến hành vận chuyển đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Chất thải sau khi thu gom về khu xử lý sẽ được qua hệ thống nồi hấp, hấp chất thải y tế lây nhiễm không sắc nhọn, biến chất thải y tế lây nhiễm không sắc nhọn thành chất thải thông thường và chuyển giao cho công ty. Thứ hai, hệ thống nước thải lỏng thì tất cả chất thải lỏng được thu gom về hệ thống bể xử lý của toàn bệnh viện và sẽ qua hệ thống xử lý chất thải lỏng để chuyển nước thải y tế thành nước thải thông thường. Rác thải y tế ẩn chứa nhiều mầm bệnh,
nếu không được xử lý đúng quy trình thì rất dễ gây ô nhiễm môi trường. Nếu không làm tốt việc xử lý rác thải bệnh viện thì nguy cơ rất cao phát sinh dịch bệnh, làm ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.